buồn cười lắm, lạ lắm. Lạ lắm, năm hôm bảo vào lấy cái bút mà không biết, cứ đi ra đi vào. Ăn cơm xong thì bảo chúng mày không cho thầy ăn cơm mà con. xe thầy gọi con. Vâng, tôi mời bạn. Xe gọi con. Bà xe ơi, bà gọi con gọi bà gọi con gọi bà. Con ơi. Bà gọi con đấy, xe ơi, mời bà lên xe giúp bà lên xe. Giúp bà lên xe. Tôi lên thế nào? Bà cứ mông bà rèn. Này anh, thế anh lấy bao nhiêu tiền một giờ? Chí nào? Hào rưỡi. Ui dồi ôi, chết giả đi, giả khiếp. Một phát từ trên đỉnh mà cho xuống dưới đáy luôn. Tại sao anh nói thách thế? Thế bảy hào nhá. Hào rưỡi. Bảy hào. Ôi anh buồn cười nhỉ. Giá xe ngày nào tôi trả đi mà tôi không biết. Ngày dương tôi chỉ đi có hào, hôm nay ngày Tết nhất tôi trả anh hào rưỡi. Nào có đi thì đi, không đi thì thôi. Thế năm hào có đi không? Chị ba hào có đi không? Hào rưỡi. Một hào có đi không? Một hào chết cái gì nhỉ? Tôi vừa nói cái gì nhỉ? Mồm ông chết cái gì? Ôi chết này, bà là bà tiên của đời con. Bà là bà tiên của đời con. Rước bà lên xe. Cứ chết tôi bác ơi. Rước bà lên xe. Ôi thế chết. Có khi tôi trả anh hào rưỡi lại vẫn hớ chứ. Hớ cái gì? Ngày Tết thì bình thường thôi. Đâu mà hớ. Mời bà lên xe. Thế tôi bắt đầu lên xe nhá. Vâng, bà lên xe chứ ạ. Giờ làm gì lên xe đấy ạ? Cơm lên kiểu này có mùng một Tết năm nay, mùng một Tết năm sau mới lên đến nơi. Gần ga gần gù. Gần gù như là cúng. Ui giời ơi, hình như bà ấy sinh ra để đi sao khiếp thế. Đi đẹp thế nhỉ. Này trông bà đẹp quá cơ. Này em muốn nhận xét về sắc đẹp của bà tí có được không? Bởi anh cứ tự nhiên. Vâng, ui bà đẹp. Bà đẹp tuyệt vời. Cảm ơn anh. Cách đây 20 năm bà là tiên. Bà gặp thằng thanh niên nào bà vả bà tát bà đập phát chết luôn. Anh ơi. Dạ. Xe chuyển bánh tôi mới bắt đầu tính tiền đấy nhá. Ôi trời, chuyển bánh chứ gớm thế làm gì. Chuyển bánh mới tính tiền. Anh cứ thao thao bất tuyệt thì hết cả thời gian rồi. Dạ đi tính chuyển bánh mới tính tiền à. Này anh xe này. Đường nào mới nhỉ? Thì anh cứ đặt xuống đã. Cứ đặt xe xuống đã tôi bảo. Chuyển bánh mới tính tiền đấy kia. Bây giờ là 9 giờ 5. Thôi ta cứ tạm gọi cho là 9 giờ để đi cho nó chẵn nhá. Mà kì kè quá đấy chứ. Trời ơi, rồi cứ đi, tôi không để anh thiệt đâu mà. Nào đi chứ bà. Ừ, ta đi nhá. Nào, vào càng. Cái gì đấy, cái phịt cái gì đấy. Ô, bên sao đây? Anh xe. Hả? Làm sao mà quần áo nó xẻ ngang xẻ sóc. Ô, tôi chết mất rồi. Ôi giời. Xẻ này còn sướng nữa chứ này, khổ thế này chứ này. Làm sao thế? Đào mương xẻ rãnh gì mà ghê thế? Nó rách ở chỗ nào? Ôi trời ơi, chỗ nào nó chả rách. Ô, theo đẻo nhỉ? Đằng đây nhá. Này, đằng trước cũng rách hết rồi đấy. Ô thế à? Này tôi bảo này. Này vợ đẻo như bảo nó khâu vào mà nó làm thế nào rách to hơn nữa chứ. Anh xe ơi. Dạ. Thế thôi ta đi nhỉ? Vâng, ta đi chứ bạn. Ừ. Bà. Cơm bà cứ ngắm nhiều anh xem vui thật đấy. Khổ chứ này chứ. Sao đây? Em chuồi, cơm khổ đấy. Khổ sao mà. Ôi trời, sao thì đứng hẳn lên thế nào? Đứng hẳn thì nó này ấy. Khổ. Thế này. Thôi. Anh cứ đứng lên. Thế thì bà. Tôi có nhìn anh đâu mà anh ngại khổ lắm. Bà là người sang trọng ấy, một là bà nhìn một phát là đỉnh đỉnh cao, hay là nhìn ngang một phát. Cứ bà cứ nhìn xuống dưới làm gì? Người sang trọng thì cứ nhìn xuống dưới khổ lắm. Thôi, tôi bỏ qua cho anh cái vụ đào mương xẻ rãnh rồi, tôi không để ý đâu. Thế bỏ qua nhá. Ừ, thế ta đi nhá. Có thế thì cứ mở gì cứ nhìn thì làm sao mà để làm việc được. Thôi đi thôi, anh xe này. À. Xe chuyển bánh. Tôi mới bắt đầu tính tiền nhé. Vâng, thế tao đi chứ bà. Ừ. Nào, tao đi. Này. Gì đấy? Anh làm gì đấy? Đường nó thẳng thế này mà sao đi sóc thế nhỉ? Đường nó sóc thì hỏi đường chứ, em có là đường đâu mà hỏi em. Anh ơi,
anh ơi. Bà hỏi em trong em biết hỏi ai. Anh xe. Tôi bảo này. Dạ. Mở xe đấy? Xuống. Cái gì đấy? Mở xuống đi. Mở cái gì đấy? Cái gì đấy? Hỏi cái gì ạ? Anh ăn tối chưa? Sao trông anh tái tái mặt có vẻ đói đấy? Đói là nghề của con bà. Nên Hà Nội mấy năm rồi thèm có bắt phở ông chả dám ăn, khổ lắm. Này, thế tôi hỏi thật. Vâng. Tết Nhất Kiếm ăn có được không mà sao nom rách dưới túng bấn thế này? Nếu có tiền thì con đã trả quách xe về ăn Tết mi cho mi các cháu rồi. Vừa rồi con ốm một trận thập tử nhất sinh tưởng chết mười mươi. Hôm nay cũng cố kiếm mấy cái áo với quần về mừng tuổi cho các cháu. Khổ lắm bà. Thôi, tôi không đi nữa đâu. Ấy bà. Anh về với các cháu đi. Bà cho các cháu cái Tết, bà thương con, bà cho các cháu cái Tết. Thì tôi... Đêm 30 rồi bà cho các cháu cái Tết, bà thương con. Thôi được rồi, này, dạ. Tôi đi mà. Vâng, bà thương con. Bà cứ yên tâm, con không ốm đâu. Con có thể kéo bà chạy băng băng khắp cái thành phố Hà Nội này được bà. Không phải chạy cho nó mệt, anh cứ đi từ từ thôi. Nào ta đi chứ bà. Ta đi thẳng đi. Nào ta đi thẳng. Tết Nhất phố xá lại vắng vẻ thế không biết. Anh xe được mấy cháu rồi? Dạ, con được 6 cái tàu há mồm bà. Khiếp, đang nghèo rồi còn đẻ cho rõ lắm vào. Mỗi người có một cái lộc, có người có lộc về sức khỏe, có người có lộc về tiền tài. Con chả có gì, chỉ có 6 đứa con. 6 đứa con là 6 niềm hạnh phúc của đời con bà. Ừ. Anh xe sướng thật. Những 6 đứa con, sau này chúng nó lớn lên, chúng nó sẽ phụng dưỡng anh. Con cũng mong cái điều đó. Nuôi con hỏng đến tuổi về già. Các con ơi, các con có nghe thấy người ta nói gì không? Đêm nay là đêm 30, bố vẫn nằm gai nếm mật kiếm từng đồng từng hào để nuôi các con. Ngày mai các con lớn lên, các con có phụng dưỡng bố không? Con vui quá bà. Con đi bà nhá, con kéo bà nhá. Con vui quá bà. Con có tiền của bà rồi. Con sẽ may quần áo, mua cho mỗi đứa một cái quần áo mới bà. Bà có thấy vui không? Vui. Anh cứ bà đi có thấy từ vui từ không? Thôi, không có mệt. Xuống dốc, xuống dốc bà ơi. Xuống dốc bà. Xuống dốc bà. Ôi dồi. Chết. Sao thế? Chuẩy hết ra chân ra tay rồi bà. Thế ai bảo anh chạy nhanh? Thế, anh đi từ từ thôi. Này, nghỉ một tí cho đỡ mệt nhá. Vâng. Thôi bà cho con xin tiền con về với các cháu. Ô, xin tiền thế nào được? Bây giờ còn sớm mà. Anh kéo tôi đã được một giờ đâu. Anh cứ chịu khó kéo đủ giờ cho tôi rồi tôi sẽ trả tiền cho anh mà. Nhá. Này tôi bảo. Cho con xin tiền con ra chớp bóng cinema con đón khách. Ôi, Tết Nhất thế này vắng tanh vắng ngắt thế này. Cô ra chớp bóng hay ra ga thì chả có ma nào đâu. Thế có này, việc gì ạ? Vâng. Tôi bảo, chịu khó kéo tôi thêm một giờ nữa. Rồi lát tôi trả cho 2 giờ cho có tấm có món mà về với các cháu nhé. À, vâng, thôi cũng được ạ. Này, vâng. Thế anh xe có thấy buồn mồm không? Úi giời, gớm, lúc nào mà chả buồn, lúc nào chả thèm mà gớm. Thế anh thèm ăn gì? Thèm bát phở mà đã có đâu. Tôi cũng buồn mồm lắm nhưng mà tôi chả thèm phở như anh đâu. Thế bà thèm gì? Tôi chỉ thèm có mỗi điếu thuốc lá thôi. Úi dồi ôi. Này, anh xem có tiền lẻ đổi cho tôi 1 đồng. Úi dồi, đổi những 1 đồng cơ. Ừ. Con mà đã có tìm những 1 đồng thì con đã về ăn Tết rồi. Ôi thì kéo đến xe. Đến cái giờ này con ngựa nó còn không ra đường cơ nữa là con. Không có đổi 1 đồng ở trong người à? Từ sáng mới có 2 hào còn nát thế này. Thôi được rồi, 2 hào cũng được, tôi giật tạm vậy. Cho tôi giật tạm rồi tí tôi trả anh mà tôi không quỵt đâu. Này không tin. Cứ cầm lấy cái bót này của tôi làm tin vậy. Thôi, vâng, thôi. Tôi bà là người sang trọng. Đây ạ.
Dạ. Anh chờ tôi ở đây. Vâng. Tôi toàn tiền chặn nó khó tiêu, chờ tôi nhé. Vâng. Ừ. Úi dồi ôi. Úi dồi. Quái nhỉ. Người sang trọng lại vay tiền nhỉ. Hay là ôi dồi ôi. Nói vớ vẩn ra nó đập cho cái này không trả tiền thì chết. Anh xem. Dạ. Mời anh điếu thuốc hút cho vui. Con này. không hút thuốc cả, hút nó nghiện thì chết. Ông nghiện sao được? Thổi rỗ bằng cái rỗ rồi. Này, hút còn điếu cho nó ấm bụng ấy mà. Tôi mời anh đừng ngại. Thôi thôi, con không hút ạ. Vâng. Tôi không có nghiện đâu. Tôi là khi nào vui vui, gặp bạn gặp bè tôi mới hút. Thế à? Mà nói thật với anh xe, gặp anh hôm nay là tôi thấy vui đấy. Vui quá. Trời đất giao hòa, sắp sang năm mới. Chẳng hiểu tôi hứng khởi thế nào lại nghĩ ra một câu hát. Úi dồi. Để tôi hát anh xe nghe. Úi dồi, người đẹp thế lại còn có cả hát cả. À, thế bà hát luôn đi ạ. À, tiếng pháo đêm giao thừa, xe sắt mưa xuân về, cắm cùi đời phú xe, nhục nhằn thân gái quê, heo hút trong đêm dài, đâu có ai sẽ chia tâm tình. Người ta đón xuân rộn ràng, giờ giang chỉ có anh và tôi. Nhìn ta khác xa nhau một trời, nhưng niềm riêng cũng giống nhau mà thôi. Con với bà thì giống làm sao được. Bà là công, con là cú. Thôi anh nói thế làm gì. Hôm nay bà có mấy câu hát thì con cũng lại có mấy câu thơ. Cũng muốn đối với bà. Cho anh xem có thơ hả? Dạ vâng ạ. Ừ thì anh đọc thôi nghe. Vâng, con là lúc nào cũng thơ cao hò vẻ. Rồi rồi biết rồi. Con đọc luôn nhá. Ừ anh đọc đi. Đời con là lúc nào cũng vui vẻ với đàn bà, mà la cả với phụ nữ, mà mệt lử với các cô. Này, gặp anh xe là tôi đã biết anh vui tính rồi. Vui lắm. Anh mà mở hàng cho ai thì đắt khách phải biết thì nhanh. Mở hàng là chết đấy. Vâng, vâng ạ. Đời con còn có 4 cái sơ đó bà. Cái sơ à? 4 cái sơ là 4 cái sợ. Ờ. Thế anh sợ gì, sợ gì? Sợ, cái thứ nhất là con sợ thế này. Sợ là trẻ thì sợ mẹ, sợ cha, lớn lên sợ vợ, già thì em sợ con. Còn cái thứ tư. Cái thứ tư hả? Còn cái thứ tư. Còn cái thứ tư bà biết cái gì không? Cái gì thì anh chẳng nói anh cứ thế thì biết được cái gì? Cái này sợ lắm đấy. Cái thứ tư là em sợ đứa nào nó đi xe nó quịt. À, nó à tiền. Quỵt tiền là chết luôn đi chứ này. Này xe. Hả gì? Ta đi thôi không có muộn nhá. Hát là tôi không tính tiền giờ đúng không? Thế bà lên xe được gớm không muộn. Chở mấy cái thằng quanh mấy bộ hồn uống rượu và ngất ngây con gà Tây thế là nó có trả tiền đâu. Nào thì ta đi chứ bà. Ừ đi. Nào. Thì đi đâu đây? Hả? Thôi tùy anh đi. Ôi chết thì tùy anh. Kéo xe chở bà này bảo tùy anh thì em là bà. Bà là em à. Thôi anh cho tôi qua chợ Đồng Xuân vậy nhá. Nào. Nào qua chợ Đồng Xuân. Rồi đâu đây? Anh đi thẳng hàng cốt đi. Rồi sang hàng đi nhanh lên anh, đi nhanh lên. Gì đâu? Chạy hàng điếu. Chạy hàng điếu để là tìm ai? Úi giời, tôi tìm người quen ấy mà. Quen tên là gì? Là anh Điêu ở hàng điếu ấy. À, đến tìm anh Điêu ở phố hàng điếu để làm gì? Ok, anh xe này buồn cười quá nhỉ. Hả? Sao anh hỏi nhiều thế? Tôi thuê anh cơ mà, anh cứ chạy khi nào đến nơi thì tôi bảo chứ, sẽ có hỏi thế. Sang năm mới, pháo rồi bà ơi. Phải gió cái nhà nào đốt pháo sớm thế không biết. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng bà con.
gì gà đồi. Chúc bà con khỏe như gà tròn. Tôi chết. Này. Ôi trời. Anh lại làm sao thế? Tôi đã bảo rồi anh phải giữ lấy sức khỏe. Anh ăn mặc phong phanh thế này. Trời ơi làm sao thế này? Sắp sáng rồi. Bà cho con xin tiền con về với các cháu. Sắp sáng rồi. Anh lại hỏi tiền tôi vào lúc này ấy à? Ôi thì không hỏi vào lúc này thì hỏi vào lúc nào? Cho con xin tiền con về với các cháu. Nói thật với anh, tôi không có tiền đâu. Này, vừa nói cái gì không không ở mồm ấy nhỉ? Vừa phọt cái gì ra nhỉ? Không biết là cái gì nói lại cho nào. Cái gì không chứ không nhá, đừng không nhá. Tôi còn nói lại cho cái gì nào, cái gì nhỉ? Tôi không có một đồng một trinh nào ở trong người cả. Dạ. Này, tại sao cái nón nó cứ rơi thế này nhỉ? Tại tôi nói đi mà. Nói gì nhỉ? Tại tôi nói là... Là gì? Tại tôi nói là tôi không có một đồng một trinh nào ở trong người cả. Điểm quá rồi. Rồi anh xe ơi. Rồi xin anh làm sao thế? Thế định bùng à? Rồi anh tính tôi xem sao? Anh đừng làm tôi sợ. Rồi ôi. Rồi anh làm sao thế hả? Cháu gần sáng rồi. Bây giờ này định bùng định giạc. Rồi định giạc à? Rồi ôi. Rồi ôi không. Thế có giả tiền không thì bảo đây. Mấy tiếng đồng hồ đi giờ định bùng giạc à? Không. Tôi không có ý định quỵt của anh. Nhưng mà nói thật với anh, tôi cũng chỉ là gái. Là gì? Gái gì? Thì tôi là gái nhờ anh chở tôi đi kiếm khách thôi. Ôi thế hóa ra là ở cái phố Vẫy à? Ôi trời ơi tôi chết rồi. Ôi sao này không nói rõ ra. Lên sờ cẩm. Lên sờ cẩm. Anh xe. Lên sờ cẩm. Anh xe rồi ôi tôi xin anh. Lên sờ cẩm lên công an. Tôi sờ xin cẩm. Mà tôi lại anh. Xin gì? Tôi xin anh. Xin cái bà Linh tin. Anh xe. Chết. Mấy em áo vàng lên chôn sống của anh kia qua cô áo đỏ đây cái chôn sống nên anh ơi trời ơi anh mà đưa tôi lên sở cầm thì sao thì tốt quá. Cô chết rồi. Hết thuốc chữa rồi. Tôi còn có chỗ để mà ăn mà ngủ đêm nay. Ôi trời ơi cô lên sở cầm đi ngủ ở trên đấy có chết tôi không. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi thế sao này đều thế chứ gì. Sao con nói rõ ra từ nãy giờ là gái thì để người ta đưa sang bên cái phố cổ giết nó giết một tiếng đồng hồ đến giờ có phải là tiêu nhòe không? Ta đi mấy lần tao quen rồi. Đấy mày hôm nay tao chờ lâu tao cũng vào mà sao này nói mày không mấy thế này. Thì con đằng này này ra đều là mệnh hệ phu nhân. Úi giời, phu nhân ơi là phu nhân cái bà lân chân đân nên còn vay tiền người ta phì phào hút thuốc lá. Này còn mặc áo kim tuyến rũ cho cái rụng hết đi giờ rõ là rụng kim tuyến là chẳng giờ xương gió đau hết cả cổ không nói được mà làm khổ. Nếu con sĩ diện cơ đi giờ thì gần sáng rồi mà đến giờ này thì đi giờ thì tôi lấy tiền đâu tôi về được nhục thế này. Anh nói thật là tôi không định quỵt của anh đâu nhưng mà không hiểu làm sao cái số tôi nó xối quẩy thế nào từ tối đến giờ anh biết đấy chẳng có ma nào ngỏ nghe đến cả. Thôi thì đây này anh xem trên người tôi anh lấy được cái gì thì anh lấy. Thôi anh lấy cái bót này của tôi vậy nhé. Chửi vào cái mặt thì lấy cái gì hả? Ừ thế thì đây. Anh chửi đi. Anh chửi tôi nhiều vào. Anh chửi mắng tôi thậm tệ mà tôi ngồi nghe anh chửi đấy. Anh chửi thẳng vào mặt tôi nghe đây này. Ê chửi vào cái mặt dày để làm cái gì? Cái mặt dày làm cái gì? Cái mặt đẹp với cho xuống chân. Lắm này. Phun mưa xuân vào mặt này. Cái mặt đẹp ơi là đẹp, mặt ơi là mặt. Rồi ôi mặt như thế mà mặt lừa có chết không chứ này. Nói thẳng đi ta đưa thì xong báo chứ giờ lâu rồi. Anh
của cái bóp xem nào, cái bóp tiền lẻ, tiền chẵn của anh đâu? Chẵn nào? Đấy là tự anh suy ra thôi. Chứ tiền lẻ còn không có, lấy đâu ra tiền chẵn. Đây chỉ có ít son phấn thôi, để anh xem lấy được thì lấy. Ôi giời, toàn son phấn đẻo thôi. Thì mang về cho chị xem có đánh được không? Chị đánh xong để chị lại đi mới lại rai à. Tôi đã tôi giặt à. Ngục thế này. Hay cho tôi gắn đầu anh cái khăn này vậy? Khăn để thắt cổ à? Giờ này nó lại còn bảo lấy khăn nữa chứ để bà. À đây. Anh này. Tôi chỉ còn có mỗi cái đồng hồ này thôi đây này. Anh có lấy được thì anh lấy đi. Đồng hồ đâu? Đây. Anh tự rằng ra tôi khâu chỉ chắc lắm rồi đấy. Ồ thế đồng hồ thế kim đâu? Thì tìm xem chắc nó rơi đâu đây, tôi vừa mới xem giờ. Làm gì có số? Thì không có kim thì cần số để làm gì? Ôi cái đeo đồng hồ không kim không số mày điên à? Đồng hồ không kim không số mày là con ma điên à? Mấy em nên chôn sống của anh cái cô áo đỏ này gái điên lắm rồi chứ. Rồi ơi. Đến giờ này gần sáng rồi. Các con tôi gần sáng rồi mà không có một đồng một đào nào, các con tôi mất tết thật rồi. Các con ơi, không quần không mảnh áo, mẹ già không có bát cháo, đến giờ này tôi biết về đâu. Kiếp trước kia ăn ở thế nào, sao nó cứ vần vào tôi. Mấy cái kiếp trước tôi nợ nần gì cô, mà cô làm khổ tôi thế này. Anh xe. Thôi anh đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm. Tôi biết là vì tôi mà anh khổ rồi. Bây giờ tiền thì tôi không có, đồ đạc của tôi thì anh không dùng được gì cả. Này, tôi bảo này, thôi anh chịu khó kéo tôi thêm cuốc nữa. Biết đâu có khách, tôi sẽ trả nợ được cho anh mà. Anh xe này, chỉ cần có khách thôi là tôi có tiền. Tôi nói thật đấy, tôi sẽ có nhiều tiền, tôi sẽ thanh toán sòng phẳng cho anh hết. Anh làm sao thế? Trời ơi, nói với tôi một lời đi cho anh xe. Hay là khách cho tôi bao nhiêu, tôi đưa tất cả cho anh vậy nhớ. Thế thì khóc nước mắt nước mũi xoan vẫn nó nhòe nhòe thế này thì bắt nào được khách hả? À, xuống xe. Vâng. Nhìn hai bên đường. Vâng. Kiếm khách đây. Đây đây, nhìn hai bên đường. Kiếm đây. Khách luôn. Tôi đang kiếm khách đây. Kiếm khách luôn đây. Nào ai vô đây cùng em đêm nay, một lần cùng ngất ngây trong niềm vui. Nào ai vô đây mùi em thắm như hoa hồng. Hoa ơi, hương sắc thơm nồng, để lòng ta mãi còn nhớ nhung.
tuổi xuân như gió bay, làm sao cho dòng đời không vương buồn, chìm trong bóng đêm, hạnh phúc để như mùa xuân trở về. Hãy đến đây ơi người ơi, ai có mua hoa thì mua, ai thích dừng thì dừng. Xin mời, xin mời bố ạ. Xin mời, lên ăn vã luôn đấy. Ăn vã luôn đấy. Trở lại trạng thái bình thường đi. Có ma ở đâu mà uốn néo cho nó mệt. Khổ có mỗi cái việc thì không làm được. Tôi mà là con gái tôi cho nó vào đời từ lâu rồi. Thì tôi cũng đã cố hết sức rồi còn gì. Mà anh thấy đấy, đường phố vắng tanh vắng ngắt thế này, có ai người ta để ý gì đâu. Thôi bây giờ tôi bảo đây. Bảo cái gì? Thôi. Bảo gì? Anh cầm đây. À. Mình đừng đi nữa nhá. Ừ, chứ sao? Trời sắp sáng rồi cũng chẳng có khách đâu. Thôi bây giờ, anh kéo tôi vào cái chỗ nào nó kín kín ý. Ở đấy, anh bắt gì tôi cũng chịu mà. Tôi bắt gì cô mà tôi bắt? Ôi. Có cái gì mà tôi bắt? Trời ơi, thì anh để thật thà quá đi mất. Sao anh chậm hiểu thế? Trời ơi, anh đừng có lo thiệt. Đời không lấy không của ai cái gì mà không bù cho một cái gì hết. Anh mất cái này anh sẽ được cái khác, để tôi tính cho anh nhá. Ừ. Tôi với anh là không có ai thiệt cái gì. Đấy vào đây. Đấy. Tính cái gì? Vào đây tôi tính cho anh xem. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi, không có ai. Tính cái gì, tính thế nào? Này, chưa nợ. Úi trời ơi. Con vái bà ngã nón. Bà mà đổ bệnh cho con ấy là đời con xuống dốc. Anh đừng lo, tôi vừa khám đốc tàu hôm qua mà. Bà khám xong bà đi luôn, ai kiểm tra được. Anh Xe, nói thật với anh, tôi mà không trả nợ được ăn, tôi bứt rứt không yên. Anh Xe, anh cố lên, anh làm gì tôi cũng được, tôi chiều anh mà. Anh cố lên, anh ơi, tôi xin anh. Con mệt lắm rồi. Lên xe. Lên xe. Lại đi đâu nữa? Lên xe con coi nhảy. Không đi ra gần rắn nó không đi à. Đi bán hàng con đi đâu nữa. Ai mua phở không? Ai mua gà 47 không? Xin mời. Phở đại hạ giá đây. Thôi. Gà đây. Anh Xe ơi. Gì đây? Dừng xe. Gì đây? Hạ càng xuống. Hạ càng làm gì? Nhanh lên. Cái gì đấy? Ô đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Chờ đây. Tôi vào hỏi cô bạn xem có đồng tiền nào giả bớt cho anh cái gì. Người quen à? Ôi nhỉ, mồm ngoài chân nó đi thế đều chứ nhỉ. Vào lâu thế nhỉ. Ông ba biết thế này đi thế nào không? Sao ạ? Bùng à? Gì có thế nhỉ? Vào xem thế nào chứ nhỉ. Úi dồi, còn cái xe nữa. Ông còn có mỗi mình mày thôi. Mày mà đi lốt thì ông chết đấy con ạ. Cả nhà cả cửa có mỗi mình mày. Em vào xem nó đi đằng nào. Ông ơi. Này. Cái gì đấy? Ông cho hỏi có cái cô gái người vào đây lúc ấy đâu rồi nhỉ? Cô gái nào? Cô gái quàng ngăn trắng ấy. Nó ra từ đời tắm hoánh rồi còn hỏi. Nó ra mà sao cháu nó không biết nhỉ? Nó ra lối cửa sau. Chết cháu rồi, sao ông lại không giữ lại cho cháu? Rồi cháu bắt đèn ông đấy. Này. Năm mới năm mai, rông cả năm nhà ông đấy. Mày có cút đi không hả? Cút. Dạ. Cút. Ôi thì vẫn chưa trốn à? Không. Tôi không nỡ làm như thế. Bây giờ thế nào hả anh Xe?
còn thế nào nữa. Tôi thì vẫn làm người ngựa, còn cô thì làm ngựa người. Ta có cùng nhau đi suốt đêm nay, may ra thì được làm người. Cua lớn à, bố già đấy hử? À, bố ra rồi, bố ra rồi. Bố à, bố ra rồi. À thế bố gọi ông ra đây có cái việc gì hả bố? Mày ông với ai thế hử? Bố ơi, bố. Hôm qua em ngồi cái chiêm bao đi bố ạ. À. Nằm chiêm bao chứ con. Nhưng mà em ngủ gật cơ mà. Thế ngủ gật cũng có chiêm bao à? Thế chiêm bao thế nào? Em chiêm bao. Có một ông đầu râu tóc bạc ư bố. Bố mà chống cái gậy ư cha đấy bố ạ. Úi giời, cái thằng này lằng nhằng thật, cái cha với bố chỉ cũng thế. Khác. Thế khác sao nào? Khác thế nào? Khác là bố còn đóng khố cho cha. Cha còn làm nhà cho bố ở. Thằng này lằng nhằng quá. Thế ông ấy bảo sao? Bố ơi, ông ấy cầm con dao phát bờ, ông ấy đứng ở đầu giường cái này, bố sợ không? Được không? Ui, bố sợ. Ông ấy bảo sao? Ông bảo thế này. Thế nào? Bố cu lớn về bảo thằng bố mày lấy vợ cho mày, không có ông chém chết cha mày. Vợ. Ai bố? Ai bố? Mặt đây vào bố đây. Thế mày bảo thế hóa ra tao là ruồi à? Mặt đây ruồi vào bao đây. Trời ơi, cái thằng này. Bố đây. Mày làm cái gì thế kia hả? Tôi phải giữ miếng của tôi chứ dơ chửa. Cú lớn. Hả? Có cậu Kim Nham đến hỏi em mày. Ừ. Bảo gọi nó ra để tao gả chồng cho nó. Ôi trời ơi. Gớm gớm. Ai cho ăn một miếng uống một hớp là cởi cả bao tượng ra. Có tí mụn con gái thì nay đòi gả, mai lại đòi gả. Thế sao còn người ở trong nhà sao không đem ra mà gả nốt hả? Thế mày bảo ai hử? Vợ ông ấy. Thằng mày láo chứ. Vào gọi nó ra nhanh lên. Thí Văn đâu? Ra cho bố mày bảo gì đây này? Này. Thế bố đó chứ không phải là bố mày à? Tôi với ông chỉ là bố con họ thôi. Trời ơi, cái thằng này láo thế. Vào gọi nó ra nhanh lên. Chí Văn đâu? Ra cho bố mày bảo gì đây này? Dạ, trình lấy cha con đã ra hầu. Úi giời ơi, trời ơi, trời đất ơi. Trình lấy cha con đã ra hầu. Úi giời ơi. Gấm gấm bảo đi xây lúa thì em còn đau tay ư? Bảo đi đá gạo thì em còn đau chân ư? Thế mà bảo đi lấy chồng một cái thế là tớn ư? Vâng, con xin ra đi, con ra ngay đi, con ra ngay, con dừng ngay đây. Làm thân con gái ra đứng trước mặt cha thì phải ý nhị kín đáo chứ. Mày có đem mà khép cái tàu lá chuối vào không? Anh này, chia quạt thì chia nửa miệng ơi. Bọn trình cha được bắt trước đây. Mày trình cha mà thế thì lấy tàu à? Mày lấy được thằng rưỡi là tống mày quái mày. Nhớ trình cha đây. Nhìn đây này, hiểu điệu thung nữa đây. Nhớ trình cha đây này. Dạ trình lại cha bố. Cha đòi con trai ra đây có cái công cái việc lăng 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 việc gì? Quý tử bố ra đây phu lý tình lĩnh và ai rồi ôi ai rồi ôi ai rồi ai 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 ôi trời ơi ôi trời ôi trời ơi, ông làm quan năn nở thất nhân thất đức, không có con ông phải đi cầu hết đền kia miếu nọ. Cô cậu thánh thần bị ban cho tôi về cửa nhà này. Mẹ tôi chỉ thương cho mẹ tôi.
Mẹ tôi thì năm chìm bảy nổi, tám chín cái nhấp nhô mới sinh được ra tôi. Còn ông được cái việc gì? Ông được cái việc gì? Ông được cái việc xong rồi cái là ông ngồi ông thở chứ ông được cái việc gì? Ôi trời ơi! Thế mà nay ông ấy vùi, mai ông ấy dập, tôi bay về đền, tôi chết cho nó xong. Ôi trời ơi! Tôi bay về đền, tôi chết cho nó xong. Thôi, 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 xin, thôi xin. Thôi, nhà bố gả chồng cho em. Cháu bố lấy vợ cho mày hả? Thế còn thừa tiền đem làm ma cho ông luôn thể nhé. À, này à, Thúy Vân con. À, này Thúy Vân con. Nó con gì mày hả? Thế nó con gì ông? Thế gọi về phần mẹ tôi chứ dơ chửa nhảy. Thế mày không nhịn tao được một tiếng à? Tao không kém thì được một nhờ nhà. Mày nhịn tao chắc mày chết. Thế ông hơn tôi chắc ông sống. Mày như cái biếu ấy. Ông như cái tạt. Trời ơi, có con như mày cũng bằng thừa. Có bố nhau cũng bằng thiếu. Đấy bà, con xem đấy. Tôi nuôi dạy nó bằng cần ngày tuổi đầu. Giờ nó báo hiếu cho tôi thế đấy. Đấy, đấy bà, con xem. Có ngày nào tôi không bưng cơm rót nước cho ông ấy uống đâu. Thế tôi hỏi ông nhá, ông đã lấy cho tôi cái tăm xỉa răng lần nào chưa? Im ngay đi. Dậy đấy. Này Suy Vân con. Dạ. Có cậu Kim Nham thực đáng mặt nho phong. Ừ. Đã đến đây ướm hỏi con cùng. Có nên chăng ý thời con cứ nói. Không có sau này lại bảo rằng cha mẹ ép gả duyên con. Chính lạy cha, cha sinh con ra phận gái mái đào. Cha đặt đâu con xin đi mà ngồi đây. Trời, em ơi, tôi em ơi, sao dại dột thế em ơi, sao mày dại thế? Sao à? Em đi bảo là cha mẹ đặt đâu là con xin ngồi đấy. Dạ vâng ạ. Thế ông ấy đặt mày ngồi cái chỗ êm ái thì mày ngồi không sao. Thế ông ấy đặt mày ngồi phải cái cọc buộc trâu mày ngồi để mày xoài ruột cha mày ra. Trời ơi, cái thằng này nó im đi không rồi. Trời ơi, sao mày ngu thế? Bà đâu ngồi? Bà đâu ngồi đấy? Ui giời. Im ngay đi, tao dạy em nó. Dạy đi. Dưới các con đẹp già, trên cha cũng mừng lòng. Ngày hôm nay các nhật lương thần, cha cho hai con về hồi môn hợp cẩn. Cụ lớn. Hả? Thế mày không dạ tao được một tiếng à? Ôi thế ông thích dạ thế à? Dạ. Trời ơi. Sướng chưa. Đuốn mặt à? Thích dạ thế này. Ôi. Ở đây bảo ban em nó. Ừ. Rồi đưa em nó về nhà chồng. À. Tao già yếu rồi à, vào nhà trong an nghỉ hả? Vào đây. Ừ. Vào đây. Vào đây. À đây, đây. Cái gì nữa? Lại dặn quan trọng đây, quan trọng. Cái gì? Quan trọng. Quan trọng nhá. Vào ấy thì chơi ở trong nhà thôi nhá. Đừng có luẩn quẩn ra bờ ao ấy, trẻ con nó du xuống ao ngã chết đuối đấy nhá. Trời ơi. Cái thằng nó thế đấy. Cụ nhất về rồi, giờ đến cụ nhì đây. Ai quyền huynh thế huệch ở cái nhà này? Cậu chứ còn ai nữa? Còn cô nó đâu? Dạ em đây ạ. Còn thằng Dượng nó đâu? Dạ em Kim Nham xin có lời chào anh cả sứt à. Ui giời. Mày chưa về làm rẻ nhà tao, mày đã bêu dếu tao là sứt à? Dạ thưa anh. Thế mày không bêu dếu tao là sứt thì dân làng họ Mạc không biết tao đang toác ở đây à? Hả? Dạ mày, thưa anh. Mày bảo ai sứt? Em. Mày đứng vào đây. Dạ. À, tao cũng cho mày sứt chúng đó. Dạ thưa anh. Ê kìa anh. Dạ. Em xin anh ạ. Dạ cái gì? Hả?
ra đây tao tế cho tuần Tết Tư Hồng với vợ chồng đưa nhau về cho nó mát mẻ. Dạ vâng ạ. Dạ thưa anh, thế ai đông sướng ạ? Anh đông sướng chứ còn ai đông sướng nữa. Dạ thế ai tây sướng ạ? Tây sướng cũng anh tây sướng. Thế ai bưng mâm rửa bát ạ? À? Bưng mâm rửa bát cái đấy vợ chồng mày phải đem mà thuê chứ nhỉ? Dạ thưa anh, thuê bây giờ thì đắt lắm ạ. À. Hết bao nhiêu mà đắt? Dạ những năm qua mới 6 cỗ kia. Ôi giời ơi, đắt thế cơ nhỉ? Dạ vâng. Thôi à, chứ để anh làm nốt. Bưng mâm rửa bát nếm nộm hút nước xít gặm xương quần chiếu là anh làm nốt. Khởi trình có vợ chồng sứa sầm à? Dạ thưa anh, sứa sầm là thế nào ạ? Sứa sầm là sắm sửa quần áo, sắm sửa quần áo rồi ơi. Vợ chồng váo bược à? Dạ thưa anh, váo bược có nghĩa là thế nào ạ? Bước vào ngu thế. Vợ chồng nửa đứng nửa ngồi. Dạ, nửa đứng nửa ngồi là sao ạ? Thế mà nay kinh sử mai kinh tự, càng học càng ngu hả? Nửa đứng nửa ngồi được quỳ. Quỳ, quỳ xuống rồi ơi. Vợ chồng gãy gập mà. Dạ thưa anh, gãy gập có nghĩa là gì ạ? Phục rồi. Vợ chồng này đây thích nằm thế nhỉ? Úi giời, úi giời ơi, rồi mình cứ nằm đi mãi. Nghe tôi kể đây. Dạ. Duy năm nay là năm nào? Tháng này là tháng nào? Ngày hôm nay là ngày hôm nào mà chứ không được biết à? Đạo tao khang thiên lý chi nhân tầm, thiên kỳ ngộ thiên duyên nhất khắc. Cầu ô đất Bắc kết chỉ ở giao cầu, ông được rể bà được dâu, lạc đồng lạc thọ tăng thêm thọ. Phép thánh hiền sinh ra gia thu, tùy lại tâm bất khả luận tài. Gái làm dâu cho phận đẹp duyên hài, cho xứng chữ nữ công nữ tặc. Nữ công nữ tặc chứ nè. À nữ tặc nữ tặc. Ngày hôm nay lương thời cát nhật, cho bay về yên má yên mồ. Yên cửa yên nhà chứ cậu. À, chứ này, yên cửa yên nhà. Trước nữa là đỡ như cóc mẹ cha, sau hai họ quánh nhau xít chết. Cẩn mèo à. Cẩn cáo chứ cậu ơi. Mèo già hoa cáo. À là thế. Thôi đứng dậy. Xong rồi. Đứng dậy anh chia của hồi môn đây, không có để bảo anh mày tham nhá. Ta chia của hồi môn đây. Dạ thưa anh, thế cha mẹ để lại cho anh em mình được những gì ạ? À? Đấy, cha mẹ để lại cho anh em mình ấy, được một con trâu, ba sào ruộng, một con mèo, một cái cối đá thủng với một cái chày. Thế vợ chồng mày lấy cái gì? Dạ, anh cho vợ chồng em xin ba sào ruộng nhá. Trâu ta đem thui à? Hả? Trâu đem thui à? Thui à? Anh cho vợ chồng em xin con trâu vậy. Anh trâu ruộng đem bỏ cỏ, đem bỏ hoang à? Nuôi nòng nọc rắn đỉa ba ba vào đấy à? Thế thôi, anh cho vợ chồng em xin con mèo vậy. Xin con mèo à? Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, nhà tao lắm chuột lắm. Chuột nó phá nhà tao không được. Ruộng anh không cho. Trâu anh không cho. Mèo anh cũng chẳng cho. Thế anh cho vợ chồng em xin cái gì ạ? Anh cho cô chú cái này về làm vốn liếng thích lắm này. Ra đây. Anh cho thằng chồng mày cái chày. Cho con này cái cối đá thủng. Đem nhau về mà giã cua. Tao đi ăn cỏ đây. Ăn ai? Này. Em. Ra đi. Anh dặn riêng này. Dạ. Anh em mình ấy không nên không phải là đóng cửa ra đường. Tao bảo nhau. Cô nó có cái bệnh nghiện dầu thuốc ấy. Có cái tính tắt mắt ăn cắp đi. Về nhà chồng đi bỏ đây. Này. Hôm nào em lừa thằng chồng đi vắng nhé. Nhón trộm cho anh đôi gà con bỏ vào túi để anh làm giống nhá. Chị đi ăn cỏ đây. Cỏ nào? Cỏ đây.
Bye.